Không thật, nó là lời nói mà nó không có tính chất đúng cái thực thực tướng đó, là gọi là mua sale qua đây. Thì cái không thật này nó có hai loại, cái không thật này nó có hai loại. Nếu mà nói về thực á thì nó có hai loại. Đó là sách trá. Sách trá là một cái sự thật. Nếu mà nói sự thật là chúng ta có hai cái loại sự thật. Mọi loại sự thật nó nói là sự thật của chế định. Là của chế định. Và thứ hai là sự thật của chân đế. Sự thật của chân đế nó được gọi là sự thật tột cùng. Giữ sự thật tột cùng này, cái chữ Pali gọi là Parabhatha Sacca. Nó là sự thật tột cùng. Thì khi mà Đức Thế Tôn á, Ngài giảng pháp ra đó, Ngài giảng pháp theo hai cái loại sự thật này. Tức là sự thật theo chế định và sự thật có bảo cùng. Ví dụ như mà Ngài nói rằng là cảnh giới chư thiên, cảnh giới chư thiên hay là phạm thiên vâng, đó là Ngài nói lên một sự thật của chế định. Ngài không phải nói lên sự thật tột cùng. Cái gì chữ chư thiên hay là phạm thiên theo cái sự thật tột cùng không có. Còn cái chư thiên hay là phạm thiên thì là theo cái chế định mà thôi. Hay là nói về người hay thú nó cũng chỉ là chế định mà thôi. Chứ nó cái không phải là cái sự thật tột cùng. Như Đức Thế Tôn Ngài nói rằng khi mà Như Lai nói về Tứ Diệu Đế, cho dù rằng có một Sa Môn Bà La Môn nào, một chư thiên, một phạm thiên hay là ma giới nào, có thể bắt bỏ được, thì những danh từ, những cụm từ đó nó là sự thật của chế định, nó không phải là một cái sự thật tổng cùng. Còn nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài nói rằng là nói chung là những danh từ như là người, chư thiên, phạm thiên hay là vi chi chi đó, nó cũng là một sự thật nhưng mà sự thật của chế định mà thôi. Còn sự thật tổng cùng đây á, nó chính là gì? Danh sắc. Danh sắc. Cho dù là chư thiên cũng là danh sắc. Cho dù là con người cũng là danh sắc. Cho dù là thú cũng là danh sắc. Ngoài danh sắc ra không có cái gì khác hết. Dùng một cái gọi là người, chư thiên hay là phạm thiên vân vân, nó chỉ là một chế định. Nhưng mà người ta quen chế định rồi, cho nên phải dùng cái chế định để mà dẫn đi tới cái chân đế. Cái chân đế tổng cùng này, thứ nhất nó là danh sắc, thứ hai nó là gì? Nó là tam tướng.
danh sắc này luôn luôn nó bị vô thường khổ não chi phối. Ngài từ cái chế định này ngài dẫn ra tới cái danh sắc này, rồi từ danh sắc này ngài dẫn tới tam tướng này, rồi từ tam tướng này ngài dẫn tới là bốn sự thật. Bốn sự thật đó là gì? Khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự khổ diệt, con đường dẫn tới khổ diệt. Bốn sự thật này. Và cuối cùng ngài nói giới định xong, ngài mới dẫn từ từ đi vô. Cuối cùng ngài đi tới cái bốn sự thật này. Bốn sự thật này là cái chấm dứt luôn. Bốn sự thật này, khi mà thấy được bốn sự thật này là thấy được niết bàn, là chứng đắc đạo quả rồi. Và con người đó là không có còn nghi ngờ nữa hết, không có còn phân vân lưỡng lự gì nữa hết. Cho nên cái sự thật này có hai loại như vậy. Và khi Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng thì ngài thuyết giảng theo hai sự thật này. Từ sự thật chế định ngài đi đến một cái sự thật chân đế cuối cùng, nó là như vậy. Thì Musa đây là nói lời không thật, tức là ở trong Tăng Chi Kinh Tư Chương Tám Pháp đó, Đức Phật ngài dạy là có tám cái lời được gọi là không phải là lời của bậc thánh, nó là phi thánh ngôn. Tức là không phải là lời của bậc thánh. Tức là gì? Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, có nghĩ đến không nói là không nghĩ đến, có nhận biết nói là không nhận biết, rồi không thấy thì nói thấy, cái thấy thì nói không thấy, đó là nói sai sự thật. Còn cái không thấy thì nói thấy, cái nghe thì nói không nghe, cái không nghe nói nghe, rồi cái nghĩ thì nói không nghĩ, cái không nghĩ lại nói có nghĩ, cái không biết thì nói là biết, cái biết nói tôi không biết. Đây là tám điều ra thánh ngôn. Thì chúng ta sẽ thấy là nghe, thấy, nghe, nghĩ, biết, bốn cái chi này khi mà thấy thì nói không thấy, nghe thì nói là không nghe, rồi nghĩ nói là không nghĩ, đó là có nghĩ đến mà nói không nghĩ đến, biết thì nói là không biết, hoặc là ở đây không thấy, không thấy này nói thấy, rồi không nghe thì nói là nghe, là không nghĩ nói là nghĩ, và không biết nói là biết. Tám điều này được gọi là phi thánh ngôn, tức là không phải lời của bậc thánh. Mà cái gì mà gọi là bậc thánh rồi đó, là biết nói biết, là không biết nói không biết. Ví dụ đây trường hợp này có ai, trường hợp như cái Bồ Tát nào phát nguyện chánh đẳng giác là một việc phước, nó đó nói với Đức Phật chánh giác, phần chánh giác. Rồi phát nguyện là con xin chứng đạt được chánh đẳng giác. Phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn chánh đẳng giác. Đức Thế Tôn quán xét thấy người này có cái ý nguyện đó, nhưng mà cái xác suất mà thành Phật chánh đẳng giác đó nó không có được. Cho nên Đức Phật này không có thọ ghi nữa. Mong cho ngươi được như vậy đi. Ngươi hãy được như vậy đi. Chứ Phật không có nói gì nữa hết. Tại vì ngài biết rằng nó có thể thành, nó có thể không thành, cho nên ngài không có nói. Không nói là ngươi sẽ thành. Tức là gì? Cái quyết định của này, cái ước muốn của người này như vậy đó, nhưng mà cái quyết định của này không có chắc chắn. Nó phải như đóng cột. Cái trường hợp này để cho quý vị thấy là khi mà quý vị quyết định làm một việc gì đó, suy nghĩ vô kỹ đi, mà khi quyết định làm thì không có gì cản trở được, nó tạo cho một cái quyết định ba la mật không thấy. Còn nói thôi giờ tôi làm việc đó mà nửa chừng thấy khó quá thôi bỏ đi tôi làm việc khác, thì cái quyết định ba la mật quý vị không còn.
Không có. Mà trong cái pháp 10 ba la mật đó, cái quyết định ba la mật này đóng vai trò chủ yếu, đóng vai trò rất là cực kỳ quan trọng. Chứng đắc đạo quả hay không cũng do quyết định ba la mật này. Cho nên trong cái kinh mà trong Tăng Chi Kinh chương một pháp đó, Đức Phật Ngài nói, khi mà Đức Phật Ngài nói cho các thiền hương á, khi mà Như Lai bước lên cái bảo tọa Ba Lan Cá đó, tức là bảo tọa chiến thắng đó, Ngài ngồi Ba Lan Cá, thường Ba Lan Cá Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là kiết già đó, mà hiện đây thì có nghĩa là Ba Lan Cá có nghĩa là téo chân, hai cái đầu gối xuống đây, hai chân đặt lên đùi, ngồi téo chân. Nó không phải là có cái soạn người nữa đâu để nguy hiểm, không có đâu. Ngồi réo chân như vậy, đây là tư thế rất chắc chắn. Mà khi Ngài ngồi trên bảo thọ rồi, bảo tọa chiến thắng rồi đó, Ngài nói vô cho máu thịt có khô, thịt gân có co lại, chỉ còn xương không thôi, không chứng vô thượng chánh giác, ta không lìa bỏ cái bộ đoàn này. Đó là cái quyết định ba là một. Một là thành tựu, hai là chết, hai là không buông ở được. Thì quý vị trong đời này đó, quý vị thấy có những người đó, nói là hay lắm, nói ào ào hay lắm, nhưng mà không hề thực hiện. Mà cái người không thực hiện được mà những điều mình nói đó, thì cái người này quyết định ba la mật không có. Mà quyết định ba la mật không có vậy thì là không có làm vậy. Cái đỡ điển hình rất nhỏ thôi, rất cực kỳ nhỏ thôi. Một cái người đang hút thuốc đúng không, nghe ta nói không, rồi tôi bỏ thuốc. Bỏ thuốc năm ba bữa sau bỏ được ba ngày, mặt ngoài như con gà vậy, mặt ngoài như con gà cú rũ vậy đó. Rồi hút lại nó khó quá, khó quá, chứng tỏ là cái người này là quyết định ba la mật không có. Còn cái người mà đã có quyết định ba la mật rồi hả, bỏ thuốc là bỏ ngay lập tức, không có nói gì hết. Chết cũng bỏ nữa, đại khái như vậy. Đó là mình nói là cái nhỏ nhặt ở trong cuộc đời nghe chơi. Cái người đang uống rượu kêu bỏ rượu đi, bỏ rượu ngay, không uống một giọt nào hết. Nó có quyết định ba la mật, còn không á, thôi hôm nay uống một xị, ngày mai uống nửa xị, ngày mốt uống. Như vậy thì quyết định ba la mật nó không có. Cho nên khi mà quyết định ba la mật đó, cái môn này tôi quyết học cho tới nơi tới chốn, bằng cách nào tôi phải học tới nơi tới chốn. Thì khi như vậy cái quyết định ba la mật người này có. Còn nói thôi môn này khó quá, học cho biết vậy thôi, rồi xong. Như vậy ba la mật người này không có. Mà ba la mật không có trong cái 10 pháp ba la mật là bố thí, trì giới, gì nữa, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ, xả, 10 ba la mật. Thì cái quyết định này đóng vai trò là cái trục bánh xe. Tôi quyết định chứng đắc niết bàn, làm cách nào tôi phải chứng đắc được niết bàn, có quyết định phải chứng đắc niết bàn. Đó là cái quyết định ba la mật đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thì cái Đức Phật nhìn thấy cái quyết định của người này, quyết định của người ước nguyện này, nó lung lay, nó lúc có lúc không, nó không có vững chắc được. Nó phải như là cái đinh đã đóng xuống, hay là cái chữ mà viết trên mặt cái mặt đá rồi. Nó là một loại chữ viết ở trên mặt đất. Chữ viết trên mặt đất nó rõ vậy đó, một lúc nào đó nó bị phai mờ, nó mất tiêu luôn. Mà trong Tăng Chi Đức Phật Ngài dạy là có ba hàng, có cái ba loại chữ viết. Có một loại chữ viết ở trên nước, có một loại chữ viết trên đất, và có một loại chữ viết ở trên đá. Cái loại chữ viết trên nước đó, viết xong rồi á thì mất tiêu, nó không để lại chữ nào hết trơn. Cũng vậy, có nhiều người hứa cho nhiều mà làm mất bao nhiêu. Hứa xong rồi quên, nói xong rồi quên. Có là tại bị nhân nhị, lý do này lý do khác. Còn có người viết trên đất, làm thì cũng làm, nếu mà không làm, làm nửa chừng rồi buông bỏ, nó không có hoàn tất. Cũng giống như chữ viết trên cát, nó có hiện bà thiệt,
Nhưng mà thời gian sau cát lấp đi, nó mất đi, nó không có cái hiện lộ ra rõ. Thì hai hạng người này, hạng người thứ nhất này quyết định ba mật không có, không có. Được rồi, anh về đi, tôi sẽ giúp cho anh. Anh cần bao nhiêu tiền tôi giúp cho anh. Nhưng mà về rồi cái kiếm chuyện, người ta tới lánh mặt nè. Đúng không? Hứa cho ta mượn nhưng mà không bao giờ cho mượn hết, không bao giờ cho mượn hết. Mà hứa rất nhiều. Cứ gọi là con ma nhà hứa, luôn luôn hứa. Nhưng mà không làm, đó là hạng người giết giữ trên nước. Còn cái người hứa cũng có làm, nhưng mà hứa người ta giúp cho người ta 10, chị hứa giúp 10 nhưng mà chị giúp được 5 hoặc là 7. Thì cái người, hạng người này đó được gọi là chữ giết ở trên cát. Thì kết quả làm sao? Thì có lần ngày anh uống thá, ngày nhìn sao thấy có một số người á làm đâu thất bại đó, làm đâu thất bại đó. Còn có một số người làm nửa chừng lại là không có được trọn vẹn, làm cật lực. Có một số người làm cật lực, chữ cật lực này cũng nặng lắm á, làm hết sức mình á mà không có kết quả gì hết. Còn một số người làm cật lực mà kết quả thu hồi đó, nhận được đó, nó không có xứng đáng với cái công sức bỏ ra. Làm thì nhiều mà hưởng là chẳng bao nhiêu hết. Là hạng người này. Hạng người thứ ba, làm chơi chơi mà hưởng thiệt. Làm tà tà mà cái tiền nó dậy tới nó kiếm người đó, lợi lộc nó tới kiếm người đó. Ngài anh Út Thái nghĩ ngạc nhiên vậy mới hỏi Đức Thế Tôn vậy. Đức Thế Tôn nó bảo do cái lời hứa. Cái người nào mà hứa mà không làm đó, hứa không làm. Thì cái quả đó, hứa không làm là một lời nói dối. Tại vì mình hứa mà mình không làm đó, cho nên phải cẩn trọng, không ai bắt mình hứa hết. Không ai bắt mình hứa. Nhưng mà đã hứa rồi thì phải làm. Cũng giống như việc xây chùa ấy, có người nói là con xin sư làm đi, có gì là con hỗ trợ, ủng hộ sư. Nói cái miệng vậy đó. Nhưng mà tới chừng á nó con hết tiền rồi. Thì bị nhân vậy, lúc này buôn bán nó ế quá, rồi xù. Cái người này nói hứa mà không làm, mà họ tưởng là bình thường. Thì cái người mà nghe được hứa đó cũng không có nói gì hết, tại ta không có mà, đúng không? Không nói gì hết. Nhưng mà người này hứa như vậy, cái quyết định không có, thì sau này người này làm cật lực mà không có thu hoạch. Có rất nhiều, có nhiều người hoan hỷ quá, giai đoạn là đầu hoan hỷ quá, thưa sư cái là dân y sao con sẽ là chủ lễ dân ly, hứa vậy đó, rồi hứa cho nhiều nhưng mà không có làm. Tới giờ mùa dân y con không đủ tiền, sư ơi thôi xin con xin rút lại. Là chứng tỏ cái phước ba la mật mình không có. Cho nên đã nói với quý vị rằng không ai bắt buộc mình hứa đó, nhưng mà mình đã hứa rồi thì phải làm để chứng tỏ cái quyết định ba la mật của mình. Nói là như vậy. Còn cái người mà hứa nói con tôi sẽ giúp anh là 10 đồng đã chi phí, nhưng mà khi mà ta tới có thể giúp là 15, 20 đồng hoặc là 30 đồng hơn cái số lượng đó. Cái mình hứa một mà mình giúp là 2, 3 vậy. Thì sau này cái quả lại là gì? Cái món hàng nào tới rồi đó người ta đi đó, người ta lỗ. Nhưng mà người này tới đó, nó ào tới nhẹ nhàng thoải mái. Nó do cái giữ cái lời hứa này trong tăng chi chương ba pháp. Nó người buôn bán. Nó cũng do cái lời hứa thôi. Hứa mà không làm là nói dối. Hứa là 10, hứa 10 làm 5, 6 cũng rơi vào nói dối. Nó không phải không có đâu. Hứa 1 làm 2 làm 3 là không rơi vào nói dối, là 1 nó có một sự thật, đồng thời nó có một quyết định. Cho nên Bồ Tát nhìn cái người phát nguyện chánh đẳng giác này có cái quyết định hay không, thấy người này có quyết định này
Dù cho núi đao biển lửa, dù cho vũ trụ này biến thành vũ khí, ngươi muốn thành chánh tăng giác phải không? Ngươi dám nhảy xuống không? Dạ dám. Nhảy bụp. Dù cho Đức Phật giả sử Đức Phật hỏi ra, ngươi muốn trở thành chánh tăng giác thì ngươi phải chịu ở trong ngõ trong địa ngục á, là trọn kiếp cái đất này, ngươi chịu không? Dạ chịu. Đó là cái mạnh lực quyết định mạnh đến mức độ vậy. Do đó thì Đức Phật mới xác định rằng ước nguyện của thiện gia nam tử này sẽ thành tựu trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn nào đó. À, như Bồ Tát chúng ta là số Mê Thá ở trong cái kiếp trái đất đó là có tất cả là bốn vị Phật, ba vị Phật trước Bồ Tát cũng gặp ba vị Phật này rồi mà cũng phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác, nhưng mà chưa được ba vị Phật đó là thọ ký. Nên dễ nói là mong ước nguyện ngươi hãy trở thành như Phật, mong cho thôi chứ không có chắc chắn. Đến Đức Phật thứ tư là Niết Bàn Ca Ra, đó là Phật Nhiên Đăng đó, thì thấy được cái quyết định người này mãnh liệt vô cùng, cực kỳ mãnh liệt. Đức Phật mới nói rằng là sau 42 tăng kỳ trăm kiếp trái đất nữa thì ý nguyện của thiện gia nam tử này sẽ thành hiện thực, sẽ là Đức Chánh Đẳng Giác có hồng danh là Gotama. Đúng là biết mới biết, còn khi mà biết nó không có, Đức Phật này không có tuyên bố là như vậy, nhưng nó gọi là thánh ngôn. Nên chúng ta phải nắm bắt được cái nghĩa này như vậy. Và khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp á, thì ngài luôn luôn nương cứ vào hai cái sự thật của chế định và sự thật của cái chân pháp. Vậy Musa là cái điều không thật, cái điều không thật này cái đành là nói dối đã đành, nói dối đã đành, nói dối là rõ rồi, cái chuyện không có là nói có, chuyện có nó không có, là chúng ta nắm bắt được ý nghĩa này rồi. Trong cái điều nói dối này nó lại có những cái điều phụ thuộc không nè, là cái điều xuyên tạc cũng là điều xuyên tạc, cũng là dưỡng nói dối. Bởi vì cái điều chánh yếu nó như vậy, nếu mà nói nó đúng nghĩa như vậy thì có gọi là xuyên tạc không? Ví dụ người ta nói một người đó được xinh đẹp như đó thôi, lặp lại cái người đó là xinh đẹp, thì nếu là lặp lại như vậy thì có gọi là nói dối không? Có không? Cứ một người nói là cái người này rất xinh đẹp, rồi cái người thứ ba hai nghe lại lặp lại, cái người A nói người B là rất rất xinh đẹp, cái người thứ hai nói là người lặp lại lời của người thứ nhất, vậy là có phải là xuyên tạc không? Có phải không? Giờ không biết nghe lại lặp lại không biết có xuyên tạc không nữa trời. Có không? Có chỗ nào? Cái người này xinh đẹp, tôi nói người này, tôi nghe cái cô gì nói cô rất xinh đẹp, vậy có xuyên tạc không? Có không? Có hay không giờ cũng không biết nữa. Không đúng không? Nếu mà người này nói là cái người chị B đó nói là chị rất xinh đẹp, tới đây là nói thật đúng không? Nhưng kiêu ngạo, cái này là nói dối hay nói thật? Cái này nói dối hay thật? Cái người A đâu có nói này, phải không? Mà người B nói là cái này xong cái bỏ thêm cái của mình vô, vậy là nói dối hay là nó thật? Cái phía sau ấy, nói dối hay cái thật? Cái người A nói người B cô này rất xinh đẹp, điều đó đúng không? Nhưng mà cô kiêu ngạo, người B có nói không? Cái người này lặp lại nhà thêm vô cái đó, có phải là xuyên tạc không? Với cái đoạn sau này gọi là xuyên tạc đúng không? Mà đoạn sau này không có đúng không? Vậy đoạn sau này là nói dối đúng không? Như vậy xuyên tạc cũng là một dạng của nói dối. Có hiểu chỗ này không?
Như trong kinh Đức Phật ngài dạy, trong kinh ta Tăng Chi Pháp Hai Chi Đức Phật ngài dạy rằng cái điều nào Như Lai có nói có thuyết, bảo rằng Như Lai không nói không thuyết. Điều nào Như Lai không nói không thuyết, bảo rằng Như Lai có nói có thuyết, là xuyên tạc Như Lai, là vu khống Như Lai. Như vậy điều mà Đức Phật ngài có thuyết, bảo rằng Đức Phật không thuyết, có phải nói dối không? Cái điều mà Đức Phật không thuyết, bảo Đức Phật có thuyết, có phải nói dối không? Phải không? Đấy, nó là một cái xuyên tạc. Mà sự xuyên tạc ra trong cái nói cách này nó vừa xuyên tạc mà lại là vừa vu khống luôn. Như trong thời Đức Phật, có ông Sa Di nói là Sunakkhata. Ông này là một vương tử người Lích Cháu Quy. Cái phước ông không hơi nhỏ đâu. Phước ông rất nhỏ. Cái phước ông xuất gia sau này đó, ông lại tình nguyện làm thị giả Đức Phật. Thị giả Đức Phật. Mà làm thị giả Đức Phật là không phải là cái phước nhỏ đâu. Phục vụ Đức Phật là không phải là người phải nhỏ đúng không? Rất lớn. Rồi học cái Đức Phật, ông ta chứng được cái thiên nhãn. Thiên nhãn. Điều mà sư nói đó, nằm ở trong bài kinh Trường Bộ, đó bài kinh Patika, tức là ngày mà Thượng Minh Châu dịch là kinh Ba Lê đó, ở Trường Bộ, như là Trường Bộ 3, tập thứ 3. Ông chứng được thiên nhãn, ông thấy mấy bà tiên, mấy ông tiên dẫn nhau đi nói chuyện gì đó, thấy vui thích quá. Ông biết nói chuyện gì, ông biết tâm sự đời tôi gì đó, không biết. Ông muốn nghe, tật khóa nghe lén nó vậy đó. Người ta nói gì thấy chạy người ta, không? Khóa nghe người ta nghe. Nói xin Đức Thế Tôn dạy cho cái pháp môn là thiên nhĩ. Thiên nhĩ để nghe. Chứ ông tiên nam này nói bà tiên nữ kia làm sao, bà tiên nữ kia ổng ẹo với ông tiên nam làm sao. Phải lắm. Mà Đức Thế Tôn mà thấy rằng cái duyên của người này không bao giờ chứng được cái quả, cái thiên nhĩ. Bởi trong tiền kiếp ông này đã bắn viên sỏi vào lỗ tai Đức Phật Độc Giác, làm rách màng nhĩ của Đức Phật Độc Giác. Do cái quả đó không bao giờ nghe được những âm thanh tốt đẹp nữa. Không bao giờ được nghe những âm thanh tốt đẹp. Cho nên Đức Phật ngài không chỉ. Không chỉ là rồi ấy, lại không chỉ làm mất nữa. Rồi ông tự nhiên ông nghĩ quấy cho Đức Phật, Đức Phật ganh tị ông. Đức Phật ganh tị, ông dạy ông. Rồi bắt đầu ông nói rằng là Sa Môn Gautama không có chứng được cái pháp thiện nhân nào hết. Không có chứng được. Những gì mà Sa Môn Gautama thuyết giảng với mục đích dẫn người nghe thành tựu đi tới diệt khổ, nhưng bản thân ông không chứng đạt gì hết. Thì điều này nằm ở trong Đại Kinh Sư Tử Hống của Trung Bộ Kinh. Ngài Xá Lợi Phất nghe vậy về nói với Đức Phật như vậy. Đức Phật nói cái ngu kia đó, thằng ngu đó đó, nó xuyên tạc Như Lai, nó nghĩ phi bán Như Lai, mạnh té ra nó lại tán thán Như Lai. Như Lai thuyết giảng pháp với mục đích là dẫn đi tới nơi cao thượng, diệt trừ đi những cái đau khổ. Cái đó là tán thán Như Lai đó, chứ không phải phi bán đâu. Và Đức Phật ngài nói rằng nếu như nó không có từ bỏ cái câu nói, Đức Phật có chứng đạt những pháp thượng nhân hay không? Đức Phật có chứng đạt những pháp thượng nhân hay không? Bảo rằng Sa Môn Gautama không chứng đạt những pháp thượng nhân, đó là vu khống, đó là xuyên tạc Như Lai. Nếu nó không từ bỏ cái này, nó sẽ rớt xuống địa ngục. Trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống nó là như vậy đó. Cho nên cái xuyên tạc nó là như vậy đó. Cái xuyên tạc như vậy. Thì cái nói dối này nó tạo ra một cái là cái nó không thật rồi, không thật rồi. Thứ hai nữa là nó xuyên tạc. Xuyên tạc. Thứ ba nữa là nó vu khống. Cái chuyện vu khống này chúng ta cũng thấy rõ ràng. Có phải nàng Chinh Cha Ma Ná Quý Ca vu khống Đức Thế Tôn quan hệ với nàng để nàng có bầu không?
có phải không? Giữa công khai đại chúng, đúng chưa? Mà Đức Thế Tôn có làm chuyện vậy không? Như vậy nói vậy có phải là nói dối không? Nói dối là vô khống. Nhưng mà Đức Phật Ngài không có nói gì cả, bởi Ngài biết đây là cái quả của Ngài, cái quả của nghiệp quá khứ của Ngài. Trong quá khứ Ngài cũng từng vô trong cái thời mà Đức Phật Sắp Bá Phu Mê Phí Phu, Đức Chánh Na Giác Sắp Bá Phí Phu. Là trước khi Ngài được chứng, được thọ ký thành Bậc Chánh Na Giác đó, trước khi đó thì Ngài vu khống cho một vị ta A-la-hán của Đức Phật này, nó quan hệ với một cô kỹ nữ rồi giết cô kỹ nữ. Ngài như vậy, những cái quả này còn duy sót, tức là sự kiện mà vu khống như vậy đó thì kết quả làm sao? Rớt xuống địa ngục thọ khổ 10.000 năm. 10.000 năm ở cõi địa ngục có 10.000 năm, chứ không phải 10 năm ở cõi nhân loại đâu, 10.000 năm ở cõi địa ngục đó. Hôm nay cái quả còn dư sót đó, cho nên nàng Chinh Cha Ma Na Uy Ca du phóng Ngài giữa hội chúng. Ngài biết mấy quả nó tới, Ngài không có nói gì hết. Ngài nói này Chinh Cha, cái sự kiện này, cái việc này chỉ có nàng với Như Lai biết thôi. Có hay không có chỉ có Như Lai với nàng biết thôi. Cái nàng Chinh Cha là càng trân tráo lên, đúng rồi, chuyện này giữa tôi ông biết thôi. Ra khỏi, chỉ nói vậy thôi, làm nóng cái gai vàng của Vua Đại Thích. Vua Đại Thích kêu bốn ông thiên vương làm sáng tỏ vấn đề này. Thì bốn ông thiên vương này biến ra bốn con chuột, chung vô bao tử, ở bên chung vô cái bụng, cắn mấy sợi dây, rớt thuốc gỗ xuống. Rớt xuống hậu chúng, xuống cái đại chúng ấy, cái giả dạng, cái thai bào này mà vu khống tới cái trôn. Nàng mắc cỡ quá, mà rớt xuống trúng cái chân, đau, đau, nhói lên luôn. Mắc cỡ bỏ chạy, chạy khuất tầm mắt Đức Thế Tôn, đất rốt của đất xưa. Đâu có vui gì đâu, để mà vu khống đúng không? Vu khống phải là lời nói dối không? Đức Phật đâu có quan hệ với nàng đâu, mà nàng nói như vậy có phải là vu khống không? Mà vu khống đâu phải là lời nói dối, nó cũng là lời nói dối đúng không? Vậy lời nói dối này vừa xuyên tạc vừa vô khổng, cho nên nó rất trong một cái clip, cũng tôi nghe có một ông sư, mà ông sư ông dạy rằng là Đức Phật dạy là tinh cần chánh niệm tỉnh giác. Có thể là ông không nói là Đức Phật dạy, nhưng mà ba cái từ này là của Đức Phật, là vị hành giả hay là chúng ta tinh cần tỉnh giác chánh niệm, cái từ này của Đức Phật, không phải để phục vụ cho cái tôi hay cho cái bản ngã, mà tinh cần chánh niệm tỉnh giác để từ bỏ cái bản ngã. Nghe im tai không? Im quá chứ phải không? Mình có tinh cần chánh niệm tỉnh giác để mình phục vụ cho một cái bản ngã, mà tinh cần chánh niệm tỉnh giác để từ bỏ cái bản ngã, nghe nó hợp lý, nghe nó im tai đúng không? Phải chưa? Nhưng mà thật sự cái này là xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc giáo pháp. Đức Thế Tôn không có dạy như vậy, Đức Tôn dạy sao? Tinh cần chánh niệm tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời. Bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy như vậy mà. Rồi cắt cái này ra, đưa cái này vô, làm cho người nghe nó làm tưởng là Đức Phật dạy. Đức Phật không có dạy vậy, mà xuyên tạc Đức Phật, vô khống Đức Phật. Xuyên tạc sao? Nè, Đức Phật Ngài có bao giờ chấp nhận một cái bản ngã không? Có không? Nhưng Đức Phật đâu dạy như vậy, đâu phải là Đức Phật dạy là tinh cần chánh niệm tỉnh giác để phục vụ một cái bản ngã, không có. Mà cũng không bao giờ dạy là tinh cần chánh niệm tỉnh giác để từ bỏ cái bản ngã, cũng không có luôn. Cái đó thêm vô là xuyên tạc giáo pháp, xuyên tạc Đức Thế Tôn, phỉ báng giáo pháp, phỉ báng Đức Thế Tôn.
Tại sao? Bây giờ tôi muốn chỉ ra chú vị thấy cái tà kiến ở chỗ này, tà kiến chỗ mà gọi là xuyên tạc và vu khống chỗ này nha. Đức Phật ngài lại là tất cả những cái, tất cả Đức Phật ngài không chấp nhận một cái bản ngã, đúng không? Tức là Đức Phật ngài dạy là cái bản ngã, cái tôi vốn không có, đúng không? Hoàn toàn nó không có, đúng không? Nhưng mà nếu mà để mà phục vụ cho cái bản ngã là phải có cái bản ngã, đúng không? Để từ bỏ bản ngã phải có bản ngã mới từ bỏ, đúng không? Mà Đức Phật ngài đâu có chấp nhận cái bản ngã này đâu. Ngài chỉ nói là bên cần chánh niệm tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời. Tham ưu đời có không? Nhiếp phục cái nó là được chứng đạo từ nước bàn, đúng không? Cái đó có không? Cái bản ngã có không? Không có. Quý vị thử nghĩ như thế này, thử nghĩ như thế này. Một người không có đứa con, một người không có đứa con nào hết, mà bảo rằng người đó phục vụ đứa con, đúng hay sai? Đúng hay sai? Người không có đứa con nào hết bảo rằng người đó từ bỏ đứa con, đúng hay sai? Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Đức Phật ngài không có chấp nhận cái bản ngã thì lấy đâu có bản ngã để mà phục vụ nó, lấy đâu có một cái bản ngã để mà từ bỏ nó. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái giai đoạn đầu tinh cần chánh niệm tỉnh giác, Đức Phật có nói không? Có dạy không? Để làm chi? Để nhiếp phục tham ưu ở đời. Tham ưu đời có không? Nó là pháp bất thiện, nó là pháp dẫn tới nguy hiểm, đúng không? Từ bỏ nó, đúng không? Tham ưu có không? Nên phải từ bỏ nó, không phục vụ nó, không đắm nhiễm nó, đúng hay sai? Còn cái bản ngã có không? Không có. Không có mà để phục vụ cái gì? Phục vụ cái gì? Một cái người, ví dụ trong một người không có một cái tivi, không có cái chùa, để là tôi sẽ lau dọn cái chùa, tôi quét cái chùa, tôi sẽ sơn cái chùa, tôi sẽ làm đẹp cái chùa. Người đó nói vậy đúng hay sai? Người đó không có cái chùa mà. Để tôi quét cái chùa, tôi làm cho sạch cái chùa, tôi sơn cái chùa, đúng không? Hay sai? Rồi mọi người không có chùa, nó tôi bỏ cái chùa, tôi đi giang hồ. Có chùa đâu mà bỏ? Sống rài đây may đó, có chùa đâu mà bỏ? Có hiểu ý nghĩa này không? Cái bản ngã vốn không có. Phật ngài thấy nó không có, và cái Phật ngài nói là không có cái bản ngã nào hết. Cái bản ngã nào mà nằm ở trong sắc có không? Không. Thọ có không? Không. Tưởng có không? Hành có không? Thức có không? Không. Bản ngã này có nằm trong năm uẩn hay không? Cũng không có. Bản ngã này có nằm ngoài uẩn, ngoài năm uẩn không? Cũng không có. Do nên chúng ta thấy rằng cái này được gọi là xuyên tạc Đức Thế Tôn, là xuyên tạc giáo pháp, mình cũng là lời nói dối. Đức Phật ngài không có chấp nhận có bản ngã, bảo rằng đi phục vụ cái bản ngã là nói dối. Ở Đức Phật bảo là không có bản ngã mà đi từ bỏ cái bản ngã lại là nói dối. Đấy, quý vị nghe những cái clip đó, quý vị sẽ thấy rằng ông này tà kiến đến độ vậy đó. Nó không phải là gì hết. Vậy là chúng ta mới thấy nó cực kỳ nguy hiểm ở chỗ này. Một lần nọ trong kinh điển ghi nhận là ngài Anuradha nha, chứ không phải Anuruddha nha. Ở trong khu Đại Lâm, nè, cái khu Kutara Garasala, tức là cái giảng đường nút nhọn, giảng đường này nó có hai tầng, nhưng mà ở trên này nó có nút nhọn, và Đức Thế Tôn ở đây nè. Cái giảng đường này ở nằm trong khu Đại Lâm của thành Vesali, và thông minh giao dịch cái chữ mà Kutagarasala này là trùng các giảng đường, tức là giảng đường có hai tầng mà phía trên nó có cái nóc nhọn, trùng các hai tầng. Thì ông Anuradha này có cốc ở cuối cái nhà này, gần hơn 10 rừng gốc ở đây, một mình thoải mái thông dong
Là có du sĩ ngoại giáo, ngoại giáo đi tới hỏi cái gì rồi này, xem không, có phải là Đức Như Lai là bậc thắng giả đó, Đức Như Lai bậc thắng giả à, sau khi chết còn tồn tại rồi à, Đức Như Lai sau khi chết không tồn tại, rồi Đức Như Lai sau khi chết là có tồn tại và không tồn tại, rồi Đức Như Lai sau khi chết không tồn tại, không không tồn tại, có phải vậy không? Thì Ả Nú Ra Thá này mới nói rằng là Đức Như Lai vượt lên bốn trường hợp đó, nghe nó hay hay quá, nghe nó hay quá. Như Lai có tồn tại không? Như Lai sau chết không tồn tại, Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại, có là một phần tồn tại, một phần không tồn tại. Như Lai sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại. Như Lai sau khi chết dường như không tồn tại mà dường như có tồn tại. Có phải vậy không? Như Lai vượt lên bốn trường hợp này, ghê không? Nghe hợp lý vô cùng. Tôn kính Như Lai Phú Độ đẩy Như Lai vượt qua bốn cái trường hợp này. Cái du sĩ ngoài đạo nói ông này hoặc là mới xuất gia hoặc là ông trưởng lão ngu, không biết gì hết. Rồi ông bỏ đi, bỏ đây. Nếu mà ngoại đạo nó hỏi thêm câu nữa là không biết trả lời sao. Tới đây hết rồi, đẩy lên cái mức độ không biết trả lời sao nữa. Rồi về mới hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi là này anh Út Ra Thá, tại vì có một cái bản ngã, có một bản ngã, cho nên cái bản ngã này sau khi chết còn tồn tại, có hiểu chỗ này không? Như Lai sau khi chết còn tồn tại, có là chấp nhận có một bản ngã, sau khi chết rồi cái bản ngã này còn tồn tại, có hiểu chỗ này không? Rồi Như Lai không tồn tại, có nghĩa là chấp nhận có bản ngã, sau khi bản ngã khi chết rồi cái bản ngã này bị diệt. Rồi Như Lai sau khi chết có tồn tại và không có tồn tại, có nghĩa là sau khi một cái bản ngã này sau khi chết là có một phần nó tồn tại, một phần nó không tồn tại. Cái phần không tồn tại là sắc pháp, còn phần tồn tại nó là danh pháp. Có một số quan niệm có một cái linh hồn trường tồn bất biến, nó là vậy đó. Và sau khi chết thì rõ ràng cái thân xác này nó rã tan rồi, đúng không? Thì có một cái không tồn tại, có một cái nó còn tồn tại, cho nên cái tồn tại này nó mới chạy đi kiếm chỗ khác để sanh lên. Nghĩa là không tồn tại, có tồn tại mà không tồn tại. Rồi chấp nhận có bản ngã, nhưng sau khi chết rồi đó, Đức Như Lai tối thượng giả mà chết rồi, thì không phân biệt là cái bản ngã này nó có tồn tại hay nó không tồn tại. Cái là dường như nó tồn tại mà dường như nó không có tồn tại, nó mơ mơ hồ hồ như vậy. Ý nghĩa là cái đoạn kinh văn đó như vậy. Mình Đức Phật này có quan niệm có một bản ngã không? Cho Đức Phật hỏi rằng này anh Út Ra Thá, ngươi có nhìn thấy Như Lai qua sắc quẩn không? Bạch Thế Tôn không, không có thấy qua sắc quẩn. Thì cái gì mà tồn tại, cái gì không tồn tại? Có sắc quẩn, có một cái bản ngã trên mới gọi là có tồn tại, đúng không? Hay có bản ngã mới gọi là không tồn tại, đúng không? Vẫn chấm dứt. Sắc quẩn có bản ngã không? Thọ quẩn có không? Hành quẩn có không? Thức quẩn có không? Gom cái năm đó lại. Này anh Út Ra Thá, ngươi có thấy Như Lai ở trong năm quẩn không? Bạch Thế Tôn không, không tìm thấy. Vậy ngươi có thấy Như Lai ở ngoài năm quẩn không? Không có. Đã trong năm quẩn không có, trong mỗi tầng quẩn không có một cái bản ngã, ngoài năm quẩn không có bản ngã, thì lấy đâu là tồn tại với không tồn tại? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cực kỳ sâu thẳm, cực kỳ quý vị. Không có. Đấy, cho nên Đức Phật ngài hỏi là này anh Út Ra Thá, sắc là thường hay vô thường? Dạ vô thường. Thọ tưởng hành thức thường hay vô thường? Dạ vô thường. Nếu có bản ngã trong sắc thì bản ngã này thường hay vô thường? Nếu có
sắc mới vô thường. Mà bản trong bản ngã này nó, cái sắc nó có bản ngã, vậy bản ngã này thường hay vô thường? Thì câu trả lời phải là vô thường đúng không? Năm uẩn này nó thường hay vô thường? Dạ là vô thường. Nếu có bản ngã thì cái bản ngã này nó là vô thường đúng không? Nó đâu có khác nữa đâu. Nó vậy thì lấy cái gì mà tồn tại không tồn tại? Nó chỉ là duyên sinh, duyên có mặt, duyên hiện hữu thì nó hiện bày ra, duyên chấm dứt thì nó chấm dứt, không có thể gọi là tồn tại hay không tồn tại. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cái nói cũng là chế định, nhưng mà chế định đó là chế định có cái phi sự thật, nó không có đúng. Cho nên bảo như vậy là một tà kiến được lắp ráp vô trong đó. Đức Phật đâu có dạy như vậy đâu, mà dạy là tinh cần chánh niệm tỉnh giác để phục vụ cho cái tôi, tinh cần chánh niệm để từ bỏ cái tôi. Đó là xuyên tạc, đó là xuyên tạc của giáo pháp, đó là xuyên tạc là dạy đó. Đức Thế Tôn đâu có dạy vậy đúng không? Cái gì Như Lai không dạy, bảo Như Lai dạy, đó là xuyên tạc Như Lai. Hay cái điều gì mà Như Lai không dạy, bảo là Như Lai chỉ có dạy, là xuyên tạc Như Lai. Cái điều nào Như Lai có dạy, bảo là Như Lai không dạy, là xuyên tạc Như Lai. Cái câu kinh của Tăng Chi Kinh Pháp Mê Chi đó nè, cắt giai đoạn đầu, lắp ráp cái đầu sao vô, dường như Đức Phật dạy vậy. Cái đó là cái nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Và nó chỉ ra cái tà kiến của cái ông này cho quý vị nắm bắt. Nó không có tôn sùng mấy cái gì như này, đủ để rớt xuống khổ cảnh, đủ để rơi xuống địa ngục. Đức Phật này đâu dạy vậy đâu. Cho nên nghe những cái clip đó quý vị phải hiểu coi thấy nó tà kiến rồi đó, và thấy rõ. Nếu học pháp kỹ sẽ thấy rõ, không có tán thán một tầm bậy được. Thì như vậy cái nói dối chúng ta có cái là nói không thật, nói vô không, nói xuyên tạc. Nói xuyên tạc rất là nhiều, như trong kinh về cái bài kinh pháp năm chi hay tám chi gì đó, nói về cái ông tướng quân Si Há. Hình như là pháp năm chi, tướng quân Si Há. Tướng quân Si Há nghe các Thích Trả Quy nói rằng là pháp Đức Đoàn thuyết giảng rất là hay, rất là vi diệu này kia, ông muốn nghe quá. Nhưng mà tướng quân Si Há là đệ tử của tôn chủ Niết Bàn Thánh là Tam Bồ Tát. Cho nên ông đi tới Niết Bàn Thánh là Tam Bồ Tát, mới nói là thưa tôn chủ, tôi muốn đi nghe pháp Sa Môn Gautama. Tôn chủ Niết Bàn Thánh là Tam Bồ Tát nói: này ông là cái người chủ trương hành động, ông đi nghe cái ông Gautama thuyết về chủ trương không hành động thì nghe làm gì? Nghe làm gì? Ông là người chủ trương võ tướng mà, hoạt động tập võ, múa thương, bắn cung này kia, ông hành động. Giờ đi nghe cái ông này thuyết giảng gì không hành động thì đâu có lợi gì đâu, đừng nghe, đừng đi. Lần thứ nhất ông này không đi, trung thành với tôn chủ mình không đi. Lần thứ hai cũng nghe tán thán quá, tại sao mấy ông này là cũng võ tướng có danh tiếng mà khen ngợi cái ông Sa Môn Gautama này quá, ông này phải có gì đặc biệt người ta mới khen ngợi đúng không? Người ta phải đi nghe. Lần thứ hai hỏi tôn chủ Niết Bàn Thánh là Tam Bồ Tát, tôn chủ Niết Bàn Thánh là Tam Bồ Tát đã nói ông rồi, ông là người hành động, còn ông kia nói và không hành động, ông đi nghe để làm gì? Lần thứ hai nghe lời tà kiến đó, nhục chí anh hùng không về. Lần thứ ba lại nghe những Thích Trả Quy danh tiếng tán thán, ta nghe ba lần rồi, tán thán hay quá, vi diệu quá, thầm thâm quá, ông này thầm thâm thiệt, vi diệu thiệt, người ta mới nhiều người tán thán vậy mà. Ta phải đi nghe, giờ ta không đi xin nữa giờ ta tự đi á. Cái nhóm Niết Bàn Thánh Tam Bồ Tát là làm được gì ta? Giàu quá mà, có uy tín, giàu quá mà, mấy ông sống nhờ tôi mà, tôi cúng dường ông, tôi phục vụ mấy ông mà. Giờ tôi không nghe nữa, mấy ông làm gì tôi? Đi nghe, đi vào giữa trưa 500 cỗ xe đi tới, rồi đi bộ nha, đi vô. Mới thuật lại như vậy, nó thì giờ con hỏi ngài vậy đó, có phải như vậy không? Bà nói đúng pháp, không xuyên tạc ngài. Thật sự ra con không có xuyên tạc ngài đâu. Đức Thế Tôn ngài mới sáng dạy rằng là: này tướng quân, này Si Há, với thân làm ác, với ngữ nói ác,
Rồi ý nghĩ ác. Những điều này Như Lai chủ trương không hành động, và huấn luyện đệ tử không hành động, và thuyết pháp về không hành động. Nếu có một pháp môn đúng theo sự thật, đúng theo chân lý, thì sẽ nói rằng Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết giảng không hành động, và huấn luyện đệ tử không hành động. Tức là không hành ác, mà thân không nói ác, không ý nghĩ ác. Là nói chính xác người ta không phải như ý nghĩ mà của ông Nghĩa. Không phải. Có những pháp môn thân hành thiện, ngữ nói thiện, ý nghĩ thiện, Như Lai dạy huấn luyện cho đệ tử rằng nên hành động. Và huấn luyện Như Lai đệ tử là nên thực hiện hành động và thuyết giảng về hành động này. Nếu có một pháp môn nói chân chánh về Như Lai, thì sẽ nói rằng Như Lai huấn luyện thuyết giảng cho đệ tử là nên hành động. Huấn luyện đệ tử nên hành động và thuyết giảng về nên hành động, chứ không phải như ý nghĩ ngư nghĩ. Thì khi nghe nói Đức Phật Ngài dạy về không hành động này, lập tức Đức Phật dạy không hành động như vậy đó, thì lắp vô ông hành động mà ông Sa môn Gotama giảng gì không hành động, tức là không làm gì hết. Mà ta là không làm về bất thiện thôi, còn về thiện ta có làm, nhưng mà cái đó xuyên tạc vô. Có một pháp ngôn là phải nói là như vậy. Thì nghe xong bài kinh này, ông Sĩ Hán tỉnh ngộ đi, và ngồi lại lắng nghe Đức Phật Ngài thuyết giảng Tứ Diệu Đế. Xong nghe xong Tứ Diệu Đế, Đức Mưu Sĩ Hán này chứng đạo quả là dữ luôn. Như vậy cái xuyên tạc nó là như vậy đó. Mà cái xuyên tạc này nó nghệ thuật ở mức độ là cắt một phần của Đức Phật, ráp phần mình vô, làm cho người nghe tưởng cái đó là Đức Phật. Cái đó không học, không hiểu, không hành, không học đó, mới lầm lẫn chết luôn. Mà không ngờ đó là những cái chìa khóa mở bốn khổ cảnh mà không biết. Cho nên cái quan trọng quý vị cần phải học, phải rõ được như vậy, mới thấy rõ những cái tà kiến nó nằm như vậy. Đó là cái nói không thật, nó là như vậy. Thì nói không thật nó có bốn chi, tức là nói dối có bốn chi. Nói dối nó có bốn chi. Thứ nhất là cái lời không thật. Lời không thật. Thứ hai là cố ý nói. Thứ ba là ráng sức nói. Thứ tư, người nghe đã tin. Người nghe đã tin. Bốn chữ này, cái lời không thật này nó có hai. Một là nghiệp nói không thật, hay là nghiệp nói dối. Và thứ hai là lời nói dối, hay là giới nói dối. Nó có hai cái như vậy. Cái lời không thật cố ý nói, nó đã thành cái nghiệp nói dối. Cái lời nó không thật mình cố ý để nói, dù là nó chơi cũng rơi vào nghiệp nói dối. Và Đức Phật Ngài dạy rằng cái người thường xuyên nói dối không ác nào không làm. Cái câu đó nhấn mạnh cực kỳ đặc biệt. Câu này nằm ở đâu? Câu này nằm trong bài kinh Ambalattha Rahulo qua đó, tức là giáo giới Rahola ở cái rừng Ambalattha, ở cái trung bộ kinh. Lúc đó Ngài Sa Di Rahula mới 7 tuổi. Đức Phật Ngài dùng một cái hình tượng hợp với sự suy nghĩ của đứa bé 7 tuổi. Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà đi tới, Ngài cứ nghĩ rằng thông thường những Sa Di trẻ, những tỳ khưu trẻ thường thường tưởng tượng rồi nói dối ra. Mà chúng ta thấy là những đứa bé nó tưởng tượng hay lắm.
nó tưởng tượng rồi nó dối, nó nói theo cái bản năng của nó thôi. Một cái khúc gỗ vậy nó ôm vô, em ngủ đi em, em đừng có khóc nữa. Mà khúc gỗ có khóc đâu, khúc gỗ có ngủ đâu, mà nó tưởng tượng ra đó là đứa em bé, nó bồng nó chăm sóc. Điều này có không? Có không? À, cái trí tưởng tượng có con nít nó là vậy đó. Rồi một ông họa sĩ, như ông họa sĩ ra cái chiến phía cái viết những câu chuyện rồi, cây bút chì cũng biết nói, cái nghiên mực cũng biết nói, cái gối cũng biết nói. Như ông này có tên là Andes nhỉ, Andes Pajan hay vậy đó. Nhà sư cái hoặc là cái này là nổi tiếng nhất nè, hầu như ai cũng biết đó, đó là Doraemon. Doraemon mình như ai cũng phải còn hay anh. Nhưng mà cái chuyện đó có thật không? Có thật không? Nào cánh cửa thần kỳ nữa, dựng lên cái đi qua bên kia qua cái đảo rồi giống mình ở chung quanh chạy về. Mà ai cũng khoái nó, mà con nít nó khoái hơn đúng không? Mà người lớn cũng khoái cũng không kém luôn. Biết cái đó không? Biết câu chuyện đó không? Đâu đêm hơn mà. Thậm chí đưa vô văn học rồi nữa, trong bình luận nữa mà. À, biết là cái lời không đợt, cái điều này nó có thật không? Nó có. Làm gì con mèo mái mà có đúng không? Thế gian này làm gì có con mèo mái đúng không? Có cái túi thần kỳ làm gì có đúng không, mà tưởng tượng ra như vậy đó là điều nó không thật mà người ta tin mới ghê, tin lắm. Cái túi này móc ra nào là cái kiến, nào là cái gì đó quay mà bay lên hư không vậy. Đủ trò đủ chuyện hết. À rồi không thật, cố ý nói hai cái này nó tạo thành ra là nghiệp nó giỏi rồi, nghiệp nó giỏi. Ráng sức nói là nó tạo thêm một cái nghiệp nói dối bằng ngữ. Nếu như người nghe tin thì nghiệp nói dối này hoàn thành và đủ khả năng dẫn xuống bốn cõi gặp. Còn nếu người nghe không tin thì nghiệp này không đủ sức dẫn xuống bốn cõi cảnh, nó chỉ đủ sức cho quả trong thời bình nhật mà thôi. À, tức là đi đâu nói gì người ta cũng trề môi, người ta nói đồ nó xạo mà không có giờ có tin hết. Khi mà đứa bé nó có tưởng tượng như vậy, Đức Thế Tôn ngài mới phải dạy cho nó trước tiên đừng có nói dối. Nó quan trọng đến mức độ như vậy đó. Bởi sao? Bởi nói dối là đánh mất đi một cái sự thật, mà đánh mất đi một sự thật coi như đánh mất đạo quả. Bởi vì cái sự thật cao tột chính là tứ diệu đế đúng không? Mà nói dối tức là đánh mất đi cái sự thật này, mà đánh mất đi cái sự thật này là coi như đánh mất đạo quả. Cho nên mặc dù ngài Sa Di Ra Hu La mới xuất gia lúc 7 tuổi về sống ở cái thiền đường Âm Bá La Thá này, nơi đó thành ba vắng. Biết Thế Tôn nó nhỏ như vậy đó, đừng làm mất đạo quả cho nó. Bằng cách dạy nó, thứ nhất đừng có nói dối trước đã. Đức Phật đồn tới, ngài Ra Hu La mới đem nước tới rửa chân xong, Đức Phật đổ hết nước, Đức Phật để lại chút ít nữa. Vậy là này Ra Hu La, con có thấy còn chút ít nước trong chậu không? Bạch Thế Tôn, con thấy. Cũng vậy, đời sống Sa Di nó ít ỏi như số nước còn lại trong này. Tức nha, đời sống Sa Di mà còn nói dối, Sa Di mà còn nói dối, còn Phật tử mà nói dối thì nó còn ghê hơn đúng không? Thì nó còn ít ỏi như số nước này. Số nước ở trong cái ít ỏi trong cái chậu này không đủ để rửa mặt, không đủ để súc miệng, không đủ để tắm rửa, không đủ để tẩy xóa những cái vật ô nhiễm ở trên thân. Không đủ, nhỏ xíu mình ít mà. Muốn súc miệng ít nhất ra nó cũng phải là một ca đúng không? Mà cái này chút xíu ngậm vô phụt ra hết trơn rồi. Đánh bàn chải xong lấy gì mà ấy lại không đủ nữa, không đủ tẩy rửa những thì đời sống mà còn nói dối như vậy đó, cái thiện pháp nó ít ỏi như là xuống nước. Cái người mà thường nói dối vậy đó thì là cái thiện pháp nó còn ít ỏi nhỏ nhặt như vậy, không có đáng. Rồi Đức Phật ngài xong đổ hết
đỏ hết, đỏ hết. Đức Phật nói này Đa Hu Lá, con có thấy số nước còn lại trong dậu không còn không? Dạ có. Này Đa Hu Lá, đời sống sa di quả thật trống không, trống không, giống như là nước không còn ở trong cái chỗ này. Có nghĩa là đời sống sa di mà còn nói dối thì thiện pháp không còn nữa. Đã nói dối là còn chút xíu thiện pháp, mà còn nói dối nữa thì thiện pháp sẽ không còn nữa, không có còn nữa. Mà thiện pháp không còn nữa thì cái ngày ví dụ giống như một cái thành phố mà không có những người tốt thì thành phố đó toàn là người xấu không? Một mảnh đất mà không có cây ích lợi, không có cây nào mà có ích lợi hết thì mảnh đất đó toàn là những cây độc hại. Vì có cây ích lợi thì nó khác rồi, mảnh đất này không còn, không có cây nào mà gọi là có ích lợi nữa thì mảnh đất nó toàn là cây độc hại. Cũng vậy, đời sống sa di còn nói dối thì xem như không còn thiện pháp nào hết. Mà nó không còn thiện pháp nữa thì chỉ còn tồn tại lại là bất thiện pháp, là ác pháp. Rồi ngài mới đổ quay cái chổng cái ngược cái chậu lại. Này này Ra Hu Lá, đời sống đó, con có thấy cái chậu bị úp ngược vậy không? Dạ bà Tứ Ông thấy. Đời sống sa di vẫn còn nói dối cũng giống như cái chậu úp ngược vậy đó. Có nghĩa là đời sống sa di bị đảo lộn là hết. Đảo lộn. Tức là đời sống sa di mặc dù tu tập sa di, mặc dù y phục vậy, nhưng cái khả năng được sanh làm người, sanh khả năng mà sanh được cõi trời, nó bị đảo lộn xuống. Khả năng làm người, làm trời bị đảo lộn xuống là chuyện nó đi xuống rồi. Nó không thể hướng thượng được. Rồi Đức Phật ngài giải tiếp rằng: này Ra Hu Lá, cái người nào thường xuyên nói dối, không ác nào không làm. Cái người nào, chúng ta gặp những người nào mà thường hay nói dối, chúng ta không có niềm tin rồi đó, không có niềm tin. Và cái người này không ác nào không làm, không có việc gì mà họ không dám làm nữa. Không ác nào không làm. Đó đâu trong bài kinh trong đó. Và Đức Phật ngài dạy Ra Hu Lá rằng: này Ra Hu Lá, chớ có nói dơ, phải học tập rằng ta sẽ không nói dối, không hề nói dối dù là nói trời. Câu nó rất là hay trong cái bài kinh mà Âm Ba La Thá Ra Hu Lô Ba Đá. Ta sẽ không bao giờ nói dối dù là nói trời. Ví dụ khi mà đã có lời không thật rồi, cố ý nói là phạm cái nghiệp đó. Còn cái ráng sức nói là và phạm vào ngữ nghiệp. Rồi người nghe đã nghe tin, giới bị đứt, đồng thời nghiệp nói dối cũng hoàn tất. Còn người nghe không tin thì cái nghiệp nói dối đã hoàn thành nè, mà giới nói dối chưa đứt, giới nói dối chưa đứt, hai cái nè, chúng ta nắm bắt được như vậy. Amen.